gặp nhé. Rồi đây, nội dung của mình sẽ đi qua năm phần. Thứ nhất là đại cương, hai điều kiện nhiễm trùng, những đường lấy bệnh và diễn tiến của một tình trạng nhiễm trùng ngoài khoa, các nhiễm trùng ngoài khoa thường gặp. Và mình sẽ đi thêm một phần nữa, đó là cái phần điều trị, nguyên tắc điều trị của các cái nhiễm trùng ngoài khoa. Rồi thế thì về đại cương thì mà em thấy này, nhiễm trùng ngoài khoa này là rằng đó là một cái tình trạng mà xảy ra ở tất cả các lứa tuổi, từ khi trẻ mới sinh cho tới những cái người lớn tuổi, hoặc là tới các cái bệnh nhân mà già yếu lớn tuổi cũng vậy. Đó, nên là một cái vấn đề này là cực kỳ lo lắng đối với các cái bác sĩ ngoài, vì chỉ cần nghe mà có những nhiễm trùng cả là phải ngỏ bắt đầu phải mệt chuyên đó hết. Cho nên là cái vấn đề này là mình cần phải chẩn đoán sớm và cần phải được điều trị tích cực. Thì đây là một vài cái hình ảnh mà mẹ em hay gặp trong cái cuộc sống hàng ngày của mình luôn hết. Đây là một cái tình trạng mà viêm quanh chỗ mỏm này nha, tủ mủ này chỗ mỏm này nha, rồi một cái tình trạng đục thư viêm, hoặc là một cái tình trạng viêm hạch lao chính là viêm hạch lao mà do lao. Rồi thế thì cái điều kiện là gì? Điều kiện đó là tất cả các cái tác nhân gây bệnh cộng với là cái phản ứng của bệnh nhân, thì nó sẽ tạo nên một cái tình trạng để mà tổng hợp lại như là để khiến cho một cái tình trạng nhiễm trùng xảy ra. Thì tác nhân là gì? Đó là cả các loài vi sinh vật, ví dụ như là vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, vân vân. Đó, thì tất cả các loài mà vi sinh vật nào mà đều có thể gây hại cho cơ thể là nó đều có thể hết. Thế đây tình trạng này là mà em thấy này, giống như mình hay gặp này, đi bệnh nhân đi ngoài đấy, đạp một cái đinh, thấy chưa, đinh rỉ sét, thấy chưa, và theo đường máu đi vào. Đây là mấy anh chàng vi khuẩn gọi là vi khuẩn Clostridium tetani, vi khuẩn uống ván. Và nếu như không được điều trị sớm này thì đây sẽ làm gây ra một tình trạng khó cứng các cơ là như này, thấy chưa. Rồi thế thì đường lây nhiễm là gì? Rất là nhiều các đường lây nhiễm, nhưng mà cơ bản nhất, chủ yếu nhất đó là gì? Đó là có một cái sự tổn thương nào đó, hoặc là có một cái sự tổn thương nào đó của các hàng rào bảo vệ của cơ thể mình đối với môi trường bên ngoài, làm cho vi khuẩn có thể làm cho các cái vi sinh vật có thể xâm nhập vào. Ví dụ như là gì? Là đường da hoặc là niêm mạc bị tổn thương, em nhớ hay bị tổn thương đó nè. Hoặc là ví dụ đường ống bài tiết của cơ thể bị tổn thương, hoặc là một cái tai biến nào đó mà gây tổn thương cả cái hàng rào này trong cái quá trình điều trị. Ví dụ như là gì? Ví dụ là mẹ em thăm khám này, mẹ em chọc dò dịch não tụy này, mẹ em tiêm này, mẹ em phẫu thuật này, mẹ em làm khám nội soi này, vân vân. Đó, thế thì tất cả các cái vấn đề chỉ mà nó gây tổn thương thì cái hàng rào bảo vệ của cơ thể, ví dụ như là da, ví dụ như là niêm mạc, thì đều có thể dẫn các cái vi sinh vật từ phía ngoài vào và gây ra tình trạng nhiễm trùng. Đây ví dụ như một vài các cái trường hợp em thấy đây là sỏi tiết niệu, từ sỏi niệu quản, sỏi bàng quang, sỏi thận, thế chính là, hoặc là một cái, khi mà mẹ em đặt cái sống tiểu, kể cả ở nam giới hoặc là nữ giới, hoặc là ví dụ như một cái tình trạng mà việc mổ xong một cái phẫu thuật. Thế thì cái diễn biến của những người khoa là gì? Nó có cả cái giai đoạn thứ nhất, đó là giai đoạn tiềm tàng, tức là từ khi mà vi sinh vật xâm nhập vào cơ thể cho đến khi bắt đầu có triệu chứng lâm sàng. Cái giai đoạn này là chỉ là lúc này vi sinh vật nó đã xâm nhập vào cơ thể rồi, nhưng mà sao, nhưng mà cái số lượng vi sinh vật ở trong cơ thể mình nó chưa đủ để nó có thể gây bệnh cho mình. Cái thứ hai nữa là chính vì nó chưa đủ như vậy nên các cái phản ứng của cơ thể để mà chống lại cái vấn đề này nó chưa đủ, hoặc là vì có thể là sao, là vì là cơ thể nó chưa kịp nhận biết cái vi sinh vật này nó xâm nhập vào cơ thể này, hoặc là cái số lượng nó còn ít quá, chính vì vậy nó chưa kích thích được một cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể mình, thấy chưa nào. Rồi thì gọi là thời kỳ tiềm tàng. Thời kỳ khởi phát là gì? Đó là lúc mà cái số lượng vi khuẩn nó đủ rồi, nên là đủ để nó có thể gây một cái tác động có hại đến cơ thể, và lúc này bắt đầu cơ thể bắt đầu có những cái phản ứng để mà chống lại, ví dụ như gì, bắt đầu đau nhức sốt đỏ vân vân. Đây là một cái phản ứng tự nhiên của cơ thể để bắt đầu chống lại những cái tác nhân lạ như là xâm nhập vào cơ thể mình, thấy chưa. Thời kỳ toàn phát là gì? Đó là cái thời kỳ mà nhiễm trùng xuất hiện và đầy đủ tất cả các cái triệu chứng, thấy chưa, là một cái quá trình mà đạt cơ thể mà cũng giống như là cái quá trình gây độc cũng như là gây hại của cả cái vi sinh vật, có rất là nhiều cái, ví dụ là có thể vi sinh vật nó gây nó nhấn lên, nó bắt đầu nó phá hủy các cái cơ quan, hoặc là các cái mô, các cái tế bào trong cơ thể, hoặc là các cái vi khuẩn đó nó bắt đầu nó tấn công các cái bạch hệ miễn dịch chúng ta tấn công rồi nhé, làm cho nó chết và nó bắt đầu thải ra các cái độc tố từ trong cái tế bào của mình, thấy chưa nào. Thế thì nó đầy đủ hết tất cả các cái điều kiện. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là nếu như mà có một cái thể nhiễm trùng khu trú thì sẽ có là một cái ổ áp xe nóng, hoặc là một cái tình trạng viêm tấy lan tỏa, hoặc là một cái ổ nhiễm trùng di chuyển, ví dụ như là các cái viêm bạch mạch, hoặc là các cái viêm các cái hạch bạch huyết, thấy chưa, hoặc là nặng nề hơn đó là gì, là cái tình trạng nhiễm khuẩn này nó lan rộng toàn thân theo cái đường tuần hoàn, đó là một cái tình trạng nhiễm khuẩn huyết, thấy chưa. Và sau đó là gì? Sau khi cái thời kỳ toàn phát mà sẽ có những cái thời kỳ gọi là thời kỳ kết thúc. Thế thì kết thúc thì có một trong ba khả năng. Thứ nhất đó là diễn biến tốt,
nhiễm trùng được, cơ thể giải quyết được, có thể như là à, mình là bác sĩ mình điều trị, mình trợ giúp cho cái cơ thể mình và chống lại cái tác nhân nhiễm trùng đó. Và à, nhưng mà bên cạnh đó thì gì, bệnh nhân cũng có thể suy sụp, hoặc là bệnh nhân cũng có thể sau khi lăn rồi nhưng mà vẫn có thể nhiễm trùng tái phát lại, thấy chưa nào. Và cái khả năng nữa đó là à, diễn biến xấu hơn là chỉ là cơ thể không thể chống lại cái tình trạng nhiễm trùng này, hoặc là cái tình trạng nhiễm trùng này gây ra một cái phản ứng đồng quá mức chịu đựng của một cơ thể mình, thấy chưa, và có thể làm cho cái tình trạng nhiễm khủng huyết xảy ra và có thể dẫn đến tử vong đó. Rồi thế thì giới thiệu với em một số các cái nhiễm trùng ngoài khoa thường gặp, cái mà thường gặp nhất của mình đó là gì, là sẽ nóng, tức là một cái ổ mủ tiến triển cấp tính và được bao bọc xung quanh bởi một cái lớp vỏ mới thành lập đó. Thì nguyên nhân rất là nhiều, ví dụ có thể là tụ cầu, liên cầu, phế cầu, vân vân, chủ yếu là cả cái vi khuẩn mà nó nằm ở trên cái bề mặt của da mình hoặc là xâm nhập vào cái bề mặt của da, đúng chưa nào. Thì gây ra một cái tình trạng như là sưng nóng đỏ đau, đây là một cái đặc điểm viêm rõ ràng nhất, một tình trạng nhiễm trùng cấp tính rõ ràng nhất mà hồi tụ tất cả các cái gọi là các cái hội chứng, các cái triệu chứng đầy đủ của một cái hội chứng nhiễm trùng ấy. Rồi thì ngoài ra còn có thể mẹ có thể thấy nó gì, có thể có sơ thấy lung nhung, rồi là các cái hạch gần đó nó sẽ viêm phản ứng lên, toàn thân thì có các cái triệu chứng như là à nhức đầu, chán ăn, sốt, rồi mệt mỏi vân vân, thấy chưa. Thì cái áp xe nóng, các ổ áp xe nóng này thì có hai giai đoạn, giai đoạn lan tỏa và giai đoạn tụ mủ. Giai đoạn lan tỏa là khi bắt đầu cái tình trạng miễn dịch đặc trưng của cơ thể nó cố gắng nó khu trụ lại cái tình trạng nhiễm trùng ở tại một cái chỗ đó, là một đặc trưng tự nhiên của cơ thể, đúng không đó. Thì tới khi bắt đầu cơ thể nó bắt đầu nó khu trụ lại được thì nó dồn toàn bộ đặc nhân nhiễm trùng vô một cái ổ lại rồi, thấy chưa, và bắt đầu cả cái bạch cầu nó tới nó tấn công rồi nó gây nó chết ở tại đó, đó nó gây ra một cái tình trạng tụ mủ. Đây cái hình ảnh này thì mọi người thấy đây, đây là cái vùng da lăn ở ngoài, thì trên này đây là vùng tổ chức dưới da, đây là toàn bộ cả cái vi khuẩn, thấy chưa. Rồi đây là những cái xác của các cái bạch cầu, và đây là một cái tình trạng của áp xe nóng. Thì thông thường của áp xe nóng ní á, thì nghĩa sau thời gian á, là nghĩa như vậy chứ không à, rồi để tí mình qua phần điều trị cho mình mỏi lâu rồi. Cái tình trạng thứ hai đó là một tình trạng một cái ổ áp xe lạnh. Ổ áp xe lạnh là gì, tức là một cái ổ mủ hình thành nhưng mà nó chậm, nó từ từ, thường chỉ có các cái triệu chứng là sưng, không thông thường là không có cái triệu chứng gọi là nóng đỏ và đau, nhưng mà vẫn có thể có đau khi mà bắt đầu cái ổ áp xe nó lớn lên, nó khiến nó chen vào các cái cơ quan lân cận ở xung quanh. Thông thường thì nó có thể nó chen vào, nó gây chen vào một cái dây thần kinh nào đó nhá, thì nó sẽ gây một cái tình trạng đau. Thì thông thường nhất gặp một cái tình trạng chân lành là do cái khuẩn lao, hiếm hơn thì có thể ví dụ như là do nấm mốc và trực khuẩn thương hàng. Thì lâm sàng là gì, thông thường mình chỉ thấy có cái khối u thôi, đó, hạch cũng có đau, cũng hầu như cũng có sốt, hoặc là chỉ có sốt rất là nhẹ, sốt ở mỉa mỉa nhẹ thôi, thấy chưa. Đây một cái ví dụ đây, nên là vì đây là ở trẻ em. Ngoài ra nữa là còn có một cái tình trạng của người lớn cũng khá là hay gặp là tình trạng của lao cuộc sống ấy. Lao cuộc sống sau đó là bắt đầu nổi lan theo cái bộ cơ của cơ thắt lưng chầu ấy, hay còn gọi là cơ nhân từ cũ gọi là cơ đại chầu đó, thấy chưa. Và nó lan xuống, nó tù nó chỗ cái vùng bám một cái cơ đại chầu thì trong vùng một mẻ đó. Và mẹ sẽ thấy mình những có cơn đau như đau phía vùng bèn vậy, nhưng mà thiệt ra là nó sợi phát từ một cái lao cuộc sống, thấy chưa. Rồi tiếp một cái tình trạng tiếp theo nữa đó là viêm tấy lan tỏa. Viêm tấy lan tỏa là gì, tức là cái tình trạng viêm tấy nó giống như khởi đầu của một cái tình trạng giống như một cái ổ áp xe nóng cái thời đoạn ban đầu vậy, nhưng mà sau đó là sao, là cơ thể mình nó không có đủ cái khả năng để mà nó khu trụ lại, cho nên mình chính vì vậy mà có nhiễm trùng có cái xu hướng nó lan lồng ra và hoài có các cái mô xung quanh nó bắt đầu nó hoại tử, nó dẫn theo các cái tác nhân mà có hại người đó. Thì chủ yếu có thể là thông thường là có thể là do streptococcus, hoặc sau đó là tụ cầu vàng, thấy chưa, đừng xâm nhập thì nhiều. Nhưng mà cơ bản nhất vì sao, đó là vì cái cơ thể mình yếu, cái đáp ứng dịch yếu, nhân sức đề kháng của cơ thể giảm, cho nên là mình không có thể khu trụ cái ổ nhiễm trùng lại được, giống như là một cái tình trạng để mà tạo thành một cái ổ áp xe. Rồi thông thường là có gì, sốt cao, rẹt rung, có cả các triệu chứng cũng giống như một cái tình trạng nhiễm trùng toàn thân vậy nhé, là mỏi mệt, nôn mửa, tiêu chảy, suy nhược vân vân. Thì đây là cái nào, là một cái tình trạng mà viêm lan tẩy hay viêm tẩy lan tỏa, được chưa. Em nhìn hai chân là em sẽ thấy khác nhau rõ ràng ấy. Rồi một cái tình trạng nữa mà gọi là tình trạng nhiễm trùng mà mang một tính chất cấp tính, và một đó là một cái tình trạng cấp cứu trong ngoài khoa, đó là gì, là hoại thư sinh hơi. Thì thông thường cái tình trạng hoại thư sinh hơi này là do vi khuẩn kỳ khỉ gây ra, và khi mà vi khuẩn kỳ khỉ thì chủ yếu là các cái độc tố của các vi khuẩn này nó làm hoại tử cái tế bào và gây ra một cái tình trạng nhiễm độc máu. Nếu như mình không cấp cứu kịp thời thì cái tình trạng nhiễm độc đó
nó có thể nó lan rộng, nó gây ra nhiễm trùng huyết, thậm chí là có thể gây tử vong bởi vì cái nhiễm trùng huyết đó. Thế thì cái vấn đề mà hỏi tôi nó chủ yếu là gì? Là do cái vấn đề là thiếu máu để nuôi dưỡng, làm cho cái mô cả cái mô cả cái tổ chức cái tài đó là đã bị nhiễm trùng rồi mà còn thiếu oxy nữa. Chính vì vậy nó mới ghi ra một cái tình trạng gọi là hoại tử, mà bị hoại tử trong cái môi trường kỳ khí, hiểu không? Đó, thế thì tất cả các yếu tố thường lợi là gì? Ví dụ như là bệnh nhân giảm sức đề kháng, hoặc đó là các cái tình trạng bệnh lý mà làm cho các cái mạch máu tới nuôi dưỡng của cái vùng mà bị nhiễm trùng đó nó bị tổn thương, hoặc là nó bị suy giảm. Ví dụ như là gì? Là mẹ em gà rô lâu quá nhiều, hoặc là ví dụ bệnh nhân có vết thương mạch máu, hoặc thường gặp hơn nữa đó là các cái tình trạng của các cái bệnh nhân mà có các cái bệnh lý chuyển hóa mà lâu dài, mà lâu năm, ví dụ như là bệnh đái tháo đường hoặc là bệnh gút, vân vân. Yeah. Rồi, để thêm thảo biết đây, bởi vì nó là một cái tình trạng cấp cứu mà, cho nên nói hơi kỹ tí, tức là sao, là mẹ em nghe một cái mùi cực kỳ đặc trưng, người ta gọi là mùi dục chết. Về thương thông thường thì đây, mẹ em thấy có một cái màu nâu sẫm xung quanh, đôi khi thì ở dưới sẽ có bọt khí. Bọt khí là bởi vì gì? Là khi mà có cái quá trình hoại tử ở phía trong, tất cả các cái quá trình mà hoại tử hoặc là chết đi của các cái phân tử hữu cơ, chính là các cái mô tế bào của mình đó, là luôn luôn cái sinh ra các cái sản phẩm khí, hiểu không nào? Thì lúc đó nó sẽ gây ra một tình trạng tù khí, bởi vì khí đó nó không có thoát ra ngoài được, thì nó phải tù dưới đó, đúng không? Thì khi mà em ẩn vào thì nó sẽ nghe giống như tiếng lẹp bẹp này, hiểu chưa nào? Và thông thường thì cả cái tình trạng kỳ khí này là do cả cái độc tố của nó rất nhanh, nó lan vào máu, cho nên cái triệu chứng toàn thân là thông thường sẽ gây là nặng, một cái tình trạng nặng nề, hiểu chưa nào? Mà trong khi cái vết thương tại chỗ, đôi khi mà em nhìn mà em thấy có cái vấn đề chứ hết, nhưng mà thiệt là bản thân nó là một cái tình trạng nhiễm trùng nằm sâu phía trong, hiểu chưa nào? Mà do một cái nhiễm trùng kỳ khí đã. Rồi, thế thì chẩn đoán như thế nào? Các bạn biết đầu tiên hết, nó giống như là một cái chẩn đoán của một cái tình trạng bệnh lý thông thường của các cái bệnh lý khác vậy. Đầu tiên hết mà em vẫn cứ phải khám, khai thác bệnh sử, khám lâm sàng. Đấy là rất là quan trọng, để cho khám mà chứ là như thế nào, các cái nhìn ra lâm sàng, yếu tố như thế nào là mẹ em biết rồi, thấy chưa? Ngoài ra là mẹ em còn có thể cho bệnh nhân làm thêm một số các cái xét nghiệm cần lâm sàng, ví dụ như là có bạch cầu, có cái tốc độ lắng máu, vân vân, có cả cái xét nghiệm chỉ dẫn viêm, ví dụ như là protein viêm CRP, hoặc là trong một số các cái trường hợp ví dụ như là nhiễm trùng viêm xương tủy xương thì mẹ em có thể làm cho procalcitonin, vân vân, hiểu chưa nào? Rồi, nếu như mình nhân mà có mũ có dịch thì mẹ em phải nhớ một cái động tác, đó là cấy mũ để làm kháng sinh đồ, như là tìm ra cái loại vi sinh vật nào gây bệnh và cái loại kháng sinh nào nhạy cảm nó để hỗ trợ cho điều trị. Và nếu như mà có một cái tình trạng lan rộng, tình trạng bệnh nhân có cái biểu hiện của một cái tình trạng nhiễm trùng toàn thân, đặc biệt là tình trạng của nhiễm trùng huyết, ví dụ bệnh nhân sốt cao rẹt run vân vân, thì mình em phải nhớ luôn luôn làm cấy máu, cho nên một số các cái xét nghiệm hình ảnh, ví dụ như là X quang siêu âm hoặc là CT scan thì có thể giúp cho việc bổ sung chẩn đoán của mình. Ngoài ra nữa mà em phải nhớ là đến các cái nền của các cái nhiễm quá trình nhiễm trùng đó có các cái vết loét, có các cái sự biến đổi tổ chức sùi lên vân vân. Thế thì mẹ em phải cảnh giác một cái nguy cơ là ung thư hóa tại đó. Chính vì vậy mà mẹ em phải luôn luôn nhớ là những cái tình trạng như vậy mẹ em nhớ cho đi làm sinh thiết, hoặc là cho cắt cái phần đó đi để làm giải phẫu bệnh. Đó, đây là một cái nặng là của một cái băng chẩn đoán có đường hoại tử, nhưng mà trên một nên mà nó bị ung thư. Như nào? Rồi. Thế thì về nguyên tắc điều trị chung thì mẹ em phải nhớ về mặt áp xe nóng, hoặc là về các cái ổ áp xe, hoặc là các cái ổ gọi là nó riêng, và các cái ổ nhiễm trùng nói chung, kể cả hoại tử sinh hơi hoặc là các cái nhiễm trùng khác, thì về mặt nguyên tắc mà nói mà em phải nhớ là luôn luôn xẻ cái ổ áp xe ra, xẻ ổ nhiễm trùng ra để hở. Vì sao để hở? Để hạn chế cái tình trạng là nhiễm trùng kỳ khí, hiểu chưa nào? Nếu như mà chỉ như năm xấu quá thì mà em phải nhớ dẫn lưu được cái ổ áp xe đó ra, hiểu chưa? Về nguyên tắc điều trị, trong cái nguyên tắc phẫu thuật của các cái ổ nhiễm trùng đó là gì? Mẹ em có thể xẻ, mẹ em có thể mổ, nhưng về mặt nguyên tắc chung đó là gì? Là mẹ em phải luôn luôn cắt lọc, mẹ em phải luôn luôn xúc rửa cho sạch, và mẹ em phải loại bỏ tất cả các tổ chức hoại tử. Vì bởi vì mẹ em phải nhớ này, tất cả các tổ chức hoại tử là các mô chết, mà mô chết thì máu không tới được, mà máu không tới được có nghĩa là mình không thể, cơ thể nó không có thể đáp ứng gì để nó chống lại cái sự nhiễm trùng tại cái mô hoại tử đó. Thứ hai là mẹ em có cho lượng kháng sinh bao nhiêu nó cũng sẽ không có tới được hết, bởi vì máu không có tới được, hiểu chưa? Mà một cái tác hại nữa đó là cả cái mô chết rồi á, là một cái nơi ở mà vô cùng lý tưởng, là giống như cái nguồn thức ăn phong phú và cái nhà ở quá đẹp,
cho mẹ anh cha vi khuẩn về, mẹ em hiểu không? Cho nên cái tình trạng nhiễm trùng mà tạo này sẽ càng càng ngày càng lan rộng, càng ngày càng mạnh mẽ hơn, hiểu chưa? Rồi có cái nguyên tắc nữa đó là khi mà mẹ em làm xong thì mẹ em phải nhớ là có cái cấy mũ làm cả sinh đồ thôi nhá, để mình hỗ trợ cái điều trị kháng sinh toàn thân hoặc là tại chỗ. À, giới thiệu cho mẹ em thêm một cái phương pháp nữa trong cái việc là điều trị các cái ổ nhiễm trùng, đặc biệt là các cái ổ nhiễm trùng mà gây ra các cái khuyết hỏng lớn không che phủ được các thành phần quan trọng như là gân, là xương, thậm chí là thần kinh mạch máu, thấy chưa? Thì cái phương pháp đó gọi là băng hút áp lực âm. Thì đây, băng hút áp lực âm là đây. Mẹ em tưởng tượng đây là một cái ổ, đây là cái vùng đỏ, đây là cái nền của một cái ổ nhiễm trùng, thấy chưa? Đây là cái vùng da xung quanh, thấy chưa? Sau khi mẹ em cắt lọc rồi, sạch rồi, hoặc là ví dụ một cái ổ nhiễm trùng nó như vậy, nó hỏng một cái phần như đi, mẹ em thế nào mà kéo cho cái phần da này nó khít lại với da bên kia được? Vậy thứ hai, về mặt nguyên tắc điều trị nhiễm trùng, mẹ em trước hết mẹ em phải để hở đấy đã, hiểu không? Thế thì bây giờ để hở như vậy thì ok, ví dụ như cái vùng da bên thứ tiếng nói, nhưng mà ví dụ dưới này là xương thì sao? Hoặc là dưới này một cái khuyết hỏng rộng quá như vậy, mẹ em để hở như vậy, mẹ em có cái thì có sẽ có cái nguy cơ là nó nhiễm trùng thứ phát nữa. Làm sao mà mình biết được trong cái quá trình mà mình đem sinh hoạt hàng ngày, trong cái quá trình mình thay băng hàng ngày, nó có đưa thêm cả con vi khuẩn có cái nhiễm trùng cơ hội vốn không, đúng không? Thế thì cái phương pháp này gọi là phương pháp băng hút áp lực âm, đó là gì? Đó là đặt một cái miếng, mình tạm gọi là, người ta hay kêu là bọc biển, nhưng mà mẹ em có thể tạm hiểu như một cái miếng xốp vậy, gồm rất nhiều các cái lỗ li ti, và mẹ em đặt một cái tấm lên hút nối với một cái máy hút chân không, và mẹ em bắn kín cái thành phần này lại và hút liên tục như vậy, với một cái áp lực không độ a, với một cái áp lực mà có dao động theo cái đô thị hình sin như vậy, hiểu chưa? Rồi thế thì á, cái phương pháp mà bắn hút áp lực âm này á, là một trong những cái phát minh, không phải phát minh mà gọi là một trong những cái phương pháp mà sẽ kể từ khi cái ra đời, nó ra đời thì nó đã hỗ trợ cực kỳ nhiều trong các cái quá trình mà điều trị về nhiễm trùng. Nó bởi vì nó có ba cái lợi ích như sau. Cái lợi ích thứ nhất mà em thấy thì cái thể chiêu mũi tên đó là gì, là giống như một cái bề mặt của một cái mô bị tổn thương, thế thì luôn luôn có các cái dịch tiết ra. Thế thì cả cái dịch tiết này á, là nó ra và nó đồng miệng ở tại đây. Nó đồng tại đấy á, thì nó cả cái dịch tiết là cái dịch tiết trong cái quá trình đặc của cơ thể. Ngoài ra cũng gọi là cái dịch tiết, các cái dịch tương gọi là huyết tương của mình nó tiết ra đây. Đây là cái môi trường vô cùng thuận lợi để cho mẹ anh cha vi khuẩn tới đó nằm đó và ăn, hiểu không? Đó. Thế thì cái quá trình hút này là gì? Nó giúp cho các cái bề mặt cơ thể nó luôn luôn trong cái tình trạng được khô ráo, hiểu chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mẹ em thấy giả sử như trong một cái trường hợp một cái khuyết hỏng phần mềm rộng lớn như vậy, để thì đề phòng được những cái nhiễm trùng thứ phát vào là gì, là mẹ em có thể đặt được một cái miếng này lên, ví dụ như giữa này mẹ em tưởng tượng giả sử như là một cái bề mặt xương hoặc gân như nào, mẹ em có thể chỉ mình có thể đặt lên mẹ em hút luôn, tránh được các cái tình trạng là gì, thứ nhất là ví dụ à, bị khô kiểu các cái gân này, hoặc là những cái xương nó bị phơi ra lâu ngày như vậy đối với cái môi trường bên ngoài, nó sẽ làm tổn thương cả cái có thể gây ra một cái tình trạng nhiễm trùng đi thẳng vào trong xương, gây ra một cái tình trạng viêm xương tủy xương, thấy chưa nào? Và cái lợi ích thứ ba nữa đó là gì, là mẹ em cứ nhớ này, khi mà nó hụt như vậy thì luôn luôn có giống như có một cái áp lực kích thích lên trên các cái mô ở dưới này, đặc biệt là các cái mô hạt ở dưới này, tạo kích thích cho cái quá trình liền vết thương, tạo thành các cái mô hạt, làm cho vết thương càng ngày càng đầy lên, kích thích cái quá trình tái tạo lại của cái mô bị tổn thương, thấy chưa nào? À, thế thì đó là ba cái lợi ích mà của cái băng hút áp lực âm này. Thế thì nó kể từ khi mà nó ra đời thì cái quá trình mà điều trị về các cái tình trạng nhiễm trùng ngoài khoa là được cải thiện rất là đáng kể. Thế đây giới thiệu cho mẹ em đây, băng hút áp lực âm, hay tiếng Anh tắt là vắc là chi, vacuum assisted closure nữa nha. Đây, thế thì đây là một cái tình trạng nhiễm trùng hoại tử một cái băng chính, gọi là băng chính đại tiểu đường. Đây, thế thì sau khi mà cắt lọc này, sạch này, thấy chưa? Đó, và đặt một cái vắc lên hút. Thế thì mẹ em nhớ là tưởng tượng lên đây là cái lỗ này nó bị họp xuống rất là rộng, hiểu không? Thế thì sau khi mà mẹ em cắt lọc ra thì nó sẽ loay những cái thành phần như là gân này, cắn gắn chẳng gì đi. Đó, thì mẹ em đặt cái vắc lên sau một vài lần, cái này chắc đặt khoảng hút vắc khoảng cỡ 4 đến 5 lần, thấy chưa? Thì bắt đầu nó các cái mô hạt ở dưới bắt đầu nó đầy lên, nó che lấp được các cái vùng xung quanh, nó tái tạo lại được một phần nào đó các cái vết thương, các cái tổn thương. Đó, và sau đó chúng ta ghép da lên, thấy chưa nào? Thế thì đây là một cái tình trạng của cái băng chân mà đã sau khi được điều trị. Một tình trạng khác mà em nhìn thấy này, đây khá là kỳ diệu, thấy chưa? Đây mà em thấy là một tình trạng hoại tử lan rộng của cái vùng da mu chân. Đây cả cái thành phần trong trạng trạng này, cả cái gân duỗi, hoặc là có cái cánh mu chân, thấy chưa nào? Thế thì sau khi hút vắc, mà em thấy là bắt đầu nó đầy lên, nó những cái vùng trạng trạng này, đã được mô hạt che phủ, và sau đó mà em ghép da lên.
Được chưa? Rồi, ok. Như vậy là xong cái bài nhiễm trùng ngoại khoa hả? Rồi, mẹ anh có câu hỏi chứ không? Hỏi Nguyễn Anh Quân, khi mình ăn lẹp bẹp có làm nặng hơn tổn thương không thầy? Không. Ăn lẹp bẹp đó là chỉ là lẹp bẹp là cái do cái tiếng khí nó vào ra thôi. Còn ý em ăn nặng, ăn nặng là sao? Ăn nặng là ví dụ em làm em đẩy cái mô tổn thương vào trong máu hả? Hay sao? Nguyễn Anh Quân, nói mình nghe. Không anh, tình trạng tại đó là nếu như đã có một cái ổ tổn thương ở tại đó thì em ấn như thì hẳn rồi hết, hẳn chẳng có làm nặng hơn tổn thương đâu, hay vì vốn hẳn là nặng sẵn rồi, em cũng thể nào mà làm tổn thương thêm gì đó được. Còn nếu như em không khám em để nguyên như vậy thì chính nó mới là gây ra một tình trạng nặng hơn cho bệnh nhân, hay rồi, ok.